Trong suốt 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971, hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có khoảng 60% là chất da cam có chứa dioxin, đã được quân đội Mỹ giải xuống miền Nam Việt Nam. 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin. Hơn 3 triệu người là nạn nhân. Di chứng da cam đã chuyển sang thế hệ thứ tư ở Việt Nam. 28 điểm nóng ô nhiễm dioxin đe dọa sức khỏe con người. Năm 2004, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định lấy ngày 10 tháng 8 hàng năm là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Năm 2009, Hội đồng Hòa bình Thế giới ra nghị quyết lấy ngày 10 tháng 8 hàng năm là ngày quốc tế đoàn kết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.